Thể thao giải Phút San 2023, HD Bank ghi dấu ấn trong mùa giải Phút San 2023. Năm thứ bảy đồng hành cùng mùa giải Phút San 2023, HD Bank đã ghi dấu ấn nơi người hâm mộ với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn. Đặc biệt, giải Phút San vô địch quốc gia, vô địch quốc gia 2023 và giải Phút San Cúp quốc gia 2023 gây ấn tượng với những thay đổi mang tính bước ngoặt trong lịch sử tổ chức môn bóng đá trong nhà tại Việt Nam. Mùa giải năm nay với sự thay đổi về thể thức thi đấu sân nhà sân khách đã tạo ra bầu không khí sôi động trên các khán đài. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các ngoại binh cũng góp phần tạo ra làn gió mới, giúp cuộc đua ở nhóm cạnh tranh ngôi vô địch trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn trong giai đoạn lượt về. Năm 2023, giải đấu một lần nữa phải đợi đến vòng đấu cuối cùng mới có thể xác định được đội vô địch thứ nhì và thứ ba. Do thể thức sân nhà sân khách thay vì tập trung tại một địa điểm như các mùa giải trước nên ban tổ chức đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án trao giải ở hai điểm, nóng, là nhà thi đấu câu lạc bộ Phúc San q 8, nơi diễn ra trận đấu giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và GFDI Sông Hàn, và Cung Điển Kinh Mỹ Đình, nơi diễn ra trận đấu giữa Hà Nội và Sahako. Kết quả chung cuộc giải Phúc San HD Banh vô địch quốc gia 2023